ổi chín vàng trên cây, ổi thối rụng đầy gốc. Người phụ nữ này canh tác 50 gốc ổi ở xã Đông Dư, Hà Nội, thất thu khoảng 30 triệu đồng cho vụ ổi này. Của đau con sót, bà nhìn ổi chín đổ bò mà ruột gan rối bời. Từ trước nó đóng đi vài tấn ý, nhưng mà bây giờ chỉ đóng vài tạ thôi, tấn rửa lại thôi. Vì là bây giờ mức độ nó Covid đường nào nó cũng cấm mà đâm ra nó không cho mang đi nhiều. Thu nhập kém đi bao nhiêu, hạn chế rất nhiều thứ. Nhưng mà tất cả vì là điều kiện nó thế là tất cả, chung tất cả thế giới chứ làm thế nào được. Thông thường ổi găng thu hái lúc còn ương mới được giá. Vậy mà nay người nông dân đã không còn hào hứng thu hái vì giá ổi rất thê thảm. Thường giá cất buôn là từ 10 tới 12.000 đồng một kg. Nhưng dịch bệnh, lượng người mua giảm, giá chỉ còn 5.000 đồng một kg, tức là không đủ chi trả tiền công thu hái. Người dân ở đây đã tìm mọi cách tiêu thụ ổi như bán lẻ qua mạng Facebook với giá 10.000 đồng một kg. Tuy nhiên lượng tiêu thụ cũng cực kỳ nhỏ. Cứ 3 ngày sẽ có một lúa, thì nếu như mình cứ bị trễ đi thì ổi nó sẽ chín và nó rụng xuống. Đấy, thì rất là phí, thì mình cứ hỗ trợ thì bán được cho mẹ em được cân nào thì hay cân đấy. Mùa này thì nó có ít cho nên là người ta nó rẻ cho người ta cũng, ví dụ như là mỗi ruộng nó được ít người ta bán rẻ người ta cũng chán. Còn thực ra nhiều nhà người ta vẫn chảy mấy chục cân đấy, nó vẫn, nói chung là 5.000 một cân thì cái lúc mà khi những cái năm xưa 5.000 một cân nhà chúng tôi chảy mỗi ngày vài tạ thì nó vẫn có tiền. Thế nhưng mà mấy năm nay ruộng nương là nó bị thoái hóa, đất đai nó bị cằn cỗi cho nên là cây cối nó không phát triển được. Những cây ổi có tuổi đời cả chục năm cứ tự thối rễ rồi chết. Lượng cây ổi lâu năm ngày càng bị thu hẹp vì đất xói mòn do nhà nông lạm dụng hóa chất trong canh tác. Trong khi những vườn ổi còn lại thì bị rớt giá thê thảm. Một số hộ dân đã tính tiếp tục chặt bỏ và thay vào đó là những vườn rau xanh cho doanh thu cao gấp chục lần trồng ổi.